quá khứ. Không. Tại anh hết á, tôi căm hận anh, tôi căm thù anh. Lòng hận thù. Anh thâm tông cung quỷ là để trả thù ông ta. Có muốn tôi phá thêm mấy cống dẫn khí bên lưu đen hay không? Nếu tôi lỗi về những việc ông ta đã làm cho gia đình của tao. Lý Quảng báo ân. Ủa công mà tôi tin tưởng anh, thương yêu anh. Tôi chỉ nhắm đến gia tài của cô thôi. Mày là thằng dối trá. Đón xem Vàng Trắng lúc 13 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 từ ngày 5 tháng 6 trên kênh HTV7.